Xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê cá tường tổ quốc. Hôm nay tụt đây một clip gồm mấy câu và cần câu nha anh em. Thì những cây cần này cây còn he chi chi nha anh em câu cảm giác và máy này máy bãi nha. Rồi đến vô cụ thể từng món cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán lỗ không ném clip lên ạ. Thì sang lại. Rồi cảm ơn anh em. Thứ nhất tham khảo. Thì cái thứ nhất em đây cho mọi người là một cây cần rút nha anh em. Thì cây cần rút này là một cây cần rút mini, cần rút carbon. Đây. Thì cái này hàng của anh Pha Taco của Korea sản xuất anh em, của Korea sản xuất. Thì cái này dài 1m8 cứng mờ, chất liệu carbon. Đây, sẵn quăng nhá. Fan là fan Fuji đổi xám. Càng còn khá đẹp. Thì loại này chia cho anh em để ba lô đi du lịch, dạng đi câu hanh cháp, đó. Câu phi, câu vật. Fan Fuji đổi xám nha mọi người. Đó. Tất cả fan đều ok hết, không bỏ lầm. Tổng thể ngoại hình còn rất là ok nha anh em, không có xuất sắc gì nhiều hết. Thì bát của nó vẫn là bát Fuji. Thì cái này nặng là 100, nặng là 98 g, đọt 1.3 ly, cứng 5 cứng cứng mực, dài 1m8. Thu gọn là 41 cm, giá cũng khai cái số 1, giá là 600 nha anh em, 600 cộng ship. Tầm khoảng 2 găng tay. Tiếp theo là cây số 2. Thì cái số 2 em đưa cho mọi người là một cây cần của Shimano. Đây, một cây thương hiệu Shimano. Thì bát là bát Fuji Shimano. Thì cái này được sản xuất tại China nha anh em. Đó, made China, các mã có đầy đủ. Thì này, cây này cứng 30, dài 21. Đó, cứng 30, dài 21. Thì ngoại hình có xuất sắc nè. Fan nó là fan Fuji, lỗi xám. Có cái này chân đen. Bu là bu xít nha anh em, bu xít. Đây, fan nó đây. Đó, Fuji hết nha. Hàng nguyên zin. Nguyên sinh nguyên kiện nút còn. Thì cái này cứng 30, dài 2m1. Dạng này anh em có thể câu chép được rồi. Carbon sẵn nha anh em. Carbon sẵn nhìn còn khá là ok nha. Đây đọc sẵn quăng nha anh em. Đây chỗ này thì nó sẽ bị đây mọi người, cái này là do dây á, khứa vào chốc lớp sơn nha anh em, không ảnh hưởng gì phôi nhé. Đó, đảm bảo anh em bao 100% luôn. Cần nguyên zin nguyên kiện chưa độ chế, ngoại hình có xuất sắc VT. Thì cái này nặng là 110 g, đọt 1.7 ly, cứng 30, dài 1m, dài 2m1, thu gọn là 77 cm, giá công khai cây số 2, giá là 700 nha anh em, 700 cây số 2, cây Shimano. Thì cần này chưa có đầu chụp nha. Tiếp theo cây số 3. Thì cây số 3 em lên cho mọi người là một cây cần dạng cần lua. Thì cây này một cây cần lua, hàng của Korea nha anh em, một cây hàng của Korea, hàng của Hàn Quốc xuất nhập. Bát là bát hãng, fan là fan Fuji, lỗi xám, fan chân cao. Đây. Phôi là phôi carbon. Cái miếng cây này nó rất là sử dụng luôn, cái miếng ni lông ở đây vẫn còn nha anh em. Đó. Rồi, fan là fan Fuji. Thì cái này độ cứng tương đương với L. Nó dạng này chuyên cho anh em câu hanh, cháp, câu tôm, đó, câu trên bè, trên thuyền, trên ghe. Đây, fan cũng rất là ok, coi chuẩn nha mọi người. Đó. Thì cái này dài là 1m68, đọt 1.8, nặng 100 g. Thì cái này tải mồi từ 1.75 g đến 7 g, tải dây từ 6, từ 4 đến 10 lb. Giá cây số 3, giá công khai là 600 nha anh em, 600 cộng ship cây số 3. Đây. Test đọt cho anh em xem. Thì cái này dạy anh em câu, có thể câu tôm, câu tôm, câu hành, câu cháp, câu cá động rất là ok nha. Phen là ok hết rồi, fan keo chỉ ok hết. Rồi, cây số 3 giá 600 cộng ship. Tiếp theo cây số 4. Thêm cây số 4 lên cho mọi người một cây cần của Shimano. Thì cái là một cây cần Heichi nha anh em. Cây cần Heichi, phôi là phôi carbon. Đó. Shimano thì cái này được sản xuất tại Korea. Đó. Cái này cứng 30, dài 1m8. Đó, cứng 30, dài 1m8. Fan là fan Fuji. Bát là bát Fuji. Tổng thể ngoại hình còn rất là đẹp luôn, không có xuất sắc gì nhiều. Thì bát là bát Fuji Japan. Đây,
bắt được cao nhé. Thì loại này về cho anh em câu hanh, câu cháp, câu trên ghe, trên bè, trên thuyền, rất là tiện nhé. Phen ok hết nha anh em, phen full si nhé. Thì cái này nặng là 110g, đọt 1 ly 3, cứng 30 và 1m8, giá công khai cây số 4 giá là 700 nha anh em, 700 cộng tiếp. Tiếp theo cây số 5, cây số 5 lên cho mọi người là một cây cần của Robit em anh em, một hãng Robit Creatinum gì đó. Thì cái này em lấy từ thị trường Nhật về. Cái này đọt là đọt cứng 20-35 nha anh em, đọt 20-35, carbon là carbon sẵn anh em có thấy. Thì đa phần những cây Hechi là toàn là đọt tháp nha anh em. Cây này cũng dạng Hechi đọt tháp. Phen là phen Fuji, bát là bát Fuji. Đọt tháp thì nó báo tín hiệu cá năng rất là nhẹ nha mọi người. Carbon là carbon sẵn nhé, cần không rõ lâm gì hết, bát là bát Fuji. Thì cái này dài 21, đọt cứng 25, đọt cứng 20-35, nặng là 135g, đọt là 2 ly 3, đọt là 1 ly 3. Đọt tháp nên nó sẽ rất là vẫn có độ dịu nha nè, độ dịu độ nảy. Rồi giá công khai cây số 5 giá là 650k cộng ship nhé, các bạn sẵn. Tiếp theo cây số 6, thì cây số 6 lên cho mọi người là một cây Mastic. Đây cần Mastic, thì cây này là cây của Hàn Quốc xuất Nhật chứ nè, một cây Hàn Quốc xuất Nhật, chất liệu rồi chất liệu carbon, cần Hechi sơn giả trúc, rất là đẹp. Loại này thì anh em về câu tôm, câu hanh, câu chép thì anh em ở miền Tây có thể đem đi câu cá mè, cá cốc, rất là ok nhé. Sơn giả trúc rất là đẹp nha anh em. Đây đọt nó, đây đọt nó sẽ đi phen rất là dày đó, độ nảy cái đọt, đọt tháp độ nảy nó rất là cao nè. Các tín hiệu rất là ok nha anh em. Phen là phen Fuji hết nha, phen là phen Fuji hết luôn. Sơn giả trúc carbon rất là đẹp, cần dài 2m1, độ cứng ra tầm khoảng 15 nha anh em, độ cứng ra tầm khoảng 15 đó, test đọt cho anh em luôn. Thì cái này nặng là 190g, đọt 1 ly 4, giá công khai cây số 6 giá công khai là 700 nha anh em, 700 cây số 6 đó. Tiếp theo cây số 7, thì cây số 7 lên cho mọi người vẫn một cây cần Hechi. Thì cây Hechi là một cây Hechi 2 đọt đó, chất liệu là chất liệu carbon. Thì loại này của hàng Slip, Slip Butter, hàng này hàng của Hàn Quốc nha nè, cái Hàn Quốc xuất Nhật, bát tầm bát Pussy Japan, phôi sẵn nha, carbon sẵn rất là đẹp. Đọt là đọt tháp nha mọi người, đọt tháp, đa phần Hechi đọt tháp hết. Phen là phen Fuji đỏ xám, bu là bu bu Fuji như anh em, bu nguyên zin hai đọt. Căn này dạng đánh cảm giác nha anh em, cây này mềm, đánh cảm giác cực kỳ phê, carbon sẵn. Ngoại hình tổng thể còn đẹp nha anh em, ngoại hình tổng thể còn rất là đẹp luôn. Anh em câu hanh, câu cháp, câu cá đổng, cá lù đù, câu tôm, đấy mấy cái này đánh rất là ok nhé. Thì cái này dài 21, 2 đọt, một đọt 0.7 ly thì độ cứng từ 5 đến 10, đọt 1 ly độ cứng từ 10 đến 15 nha anh em. Thì cái này nặng là 110g, giá công khai cây số 7 900 nha anh em, giá không phải cây số 7 là 900, dài 21, một đọt cứng 5-10, một đọt cứng 10-15 nhé, carbon sẵn, đọt tháp, phen Fuji lỗi xám rất là đẹp, giá công khai 900 cộng ship cây số 7. Tiếp theo là cây số 8, thì cây số 8 lên cho mọi người một cây cần của quản là cần Hechi. Thì cái này là một cây cần của Ryobi nha anh em, một cây Ryobi đó. Thì cái này đọt nó cứng hơn cây số 7 một tí, phôi vẫn là phôi carbon, cán là cán máy kèo Hechi, bát Fuji Japan. Ngoại hình cái này ra đâu đó tầm khoảng 90-92% nha anh em, rất là đẹp luôn.
Fan là fan Fuji đổi sám đây đó, nguyên bộ nhá, bu xít nha anh em, bu Fuji xít, đọt vẫn là đọt tháp nha mọi người, đọt vẫn là đọt tháp, tổng thể ngoại hình còn rất là đẹp luôn. Keo chỉ ok hết nha. Thì cái này hai đọt, một đọt 15 20, một đọt 20 30 nha anh em đó, một đọt 15 20, một đọt 20 30 đây đó. Thì cái này hàng Ryobi và 21 hàng của Malaysia, xuất cho thị trường Nhật. Nó sẽ cứng hơn cái kia tí, cái kia chỉ cứng có 50 và 15 thôi, cái này cứng 15 20 và 20 30 đó. Anh em tùy theo địa hình địa điểm mà anh em câu đó, anh em có thể lựa cần câu về đủ xây cho anh em xong. Thì cái này nặng là 128 gram, đọt 1.6 độ cứng là 15 20, đọt 1.8 độ cứng là 20 30. Thì giá cái số 8 giá vẫn là 900 nha anh em, anh em cần báo em chụp hình tặng cảnh cho anh em, anh em xem nhé, anh em thích góc cảnh nào nè, chụp hình cận cảnh cho anh em xem chất liệu carbon. Giá cây số 8 giá vẫn là 900 nha anh em, 900 cộng ship cái số 8. Rồi tiếp theo hai cây cuối cùng, cây số 9. Thì cây số 9 em lên cho mọi người một cây cần hàng của Suzumi. Thì thương hiệu Suzumi là một thương hiệu của Hàn Quốc nha anh em, xuất cho chị thường Nhật. Thì cái Suzumi này được cái ngoại hình nó rất là đẹp luôn, đẹp và chắc. Đây khúc nối của nó, đây khúc nối của cần nhìn rất là đẹp nha anh em, rất là chắc và đẹp, được quẳng dây nha đó, cán cản máy chèo, sơn là sơn giả trúc đó, hai đọt rất là ngầu nha anh em, ngầu và đẹp đó, Suzumi đẹp khỏi chê. Cây này ngoại hình nó ra đâu đó tầm khoảng 92-93% anh em đó, rất là đẹp luôn. Fan vẫn là fan Fuji, bát cũng là bát Fuji. Đây carbon nha anh em, super carbon nè đó, super hai carbon, hàng của Suzumi sản xuất, góc nó làm cũng rất là đẹp nha anh em, dạng có đốt, dạng giống như cây trúc này, che chứ không có trúc nữa, cần rất là đẹp nha anh em, cần báo em chụp hình cận cảnh cho anh em xem nhé. Thì cái này dài 2m1, nặng 180 gram, đọt 1 ly 7, độ cứng là 20 25, đọt 21, độ cứng là 35 50. Thì cái này rất là thuận tiện cho anh em câu nhiều địa điểm đó, chỗ nào nước sâu thì anh em có thể đánh đọt cứng tí, chỗ nào nước nông thì anh em có thể đánh đọt mềm, rất là đẹp, được cái anh em có thể mua và sưu tầm. Đó. Lâu lâu sẽ về một cây như thế này nha anh em. Đó. Rất là lâu luôn. Rồi. Giá công khai cây số 9 giá 1 triệu nha anh em, 1 triệu cộng ship. Rồi, tiếp theo cây số 10. Cây số 10 là cây cần cuối cùng của lô này. Thì cây số 10 em lên cho mọi người là một cây hàng hệ nhé. Đó. Thì cây số 10 em lên cho mọi người là một cây cần của Daiwa. Thì dòng cần Daiwa, một dòng cần Daiwa carbon bicker, hàng nội địa. Thì anh em có thể nhìn thế này thì ngầu hết khổ chê rồi đó. Đó là chắc nha mọi người, cây này được cái là nó đi nguyên bộ phen là bộ phen xít nha anh em, bộ phen xít đó, phen xít chân đen chữ bóng bù xít luôn đó, nguyên bộ phen xít nha, hàng hệ carbon hai da. Cây này dạng này dạng như hàng trưng bày rồi, gấp ít câu luôn, bát là bát Fuji Japan, cây tay qua nội địa. Cái này thì anh em có thể câu cá đổng, cá hanh, cá đổng, cá đồ đồ đó, vùng biển anh em, đọt nó đây đó. Chỉ quéo khúc này thôi đó anh em, đó quéo khúc này nó phát tín hiệu cá rất là ok nhé. Phen là phen xít nha anh em, phen xít biển. Độ cứng mà so với cây này thì nó độ cứng ra tầm khoảng 30 nha anh em, 30-35. Được cái bộ phôi nó rất là chắc luôn. Đó. Thì cái này thích hợp cho anh em về sưu tầm, dạng đánh đánh trên ghe, trên ghe, trên tàu.
Thì cái này dài 2m1, nặng 140g, đọt 2 ly 6, độ cứng ra tầm khoảng 30. Giá công khai cây số mừng, giá là 1.8 nha anh em. 1.8 cho cây số mừng đó, rất là đẹp. Tiếp theo qua cho mọi người là lô máy nha mọi người đó. Thì lô máy này thì em có đủ kiểu đủ luôn. Nên cặp số 1 thì số 1 em bán cặp nha anh em. Đây số 1 là hai máy. Một máy Daiwa, hàng Daiwa của Nhật đây. Đó, một máy Tsuzumi. Thì dòng Tsuzumi này chắc của Ori sản xuất rồi, nó không có đóng đít trên máy. Thì hai máy này có size tương đương, size này của khoảng 1.000 gửi nha anh em, size 1.000 gửi. Size này tầm khoảng 2.000, 3.000 đó. Thì tất cả chức năng hoạt động ok, đó, hoạt động mượt mà luôn chứ. Đó. Lấy cước ok. Đó, bộ pin là bộ pin sống, còn lưỡi gà. Đó. Ngay được ok, quay tới ok. Thì ngoại hình con này thì nó có xuất sắc rồi. Đó, máy bảy mà, không tránh khỏi. Máy số 1 là một cặp nè. Rồi, con này. Và rộng chân chu nha anh em, chân chu mượt mà. Đó. Loại này anh em có thể về câu tôm. Rất là ok. Bộ pin sống, lấy cước ok. Rồi, cặp này, cặp số 1, giá công khai là 250k cộng ship nha. 250k cộng ship cặp số 1. Tiếp theo cặp số 2. Số 2 là một lên cho mọi người là một con máy của Daiwa. Đó. Một con máy của Daiwa. Rồi một con máy này chắc của China xuất Nhật này. Thì con Daiwa này có xe tương đương là tầm khoảng 2.000 và con này cũng có xe tương đương là tầm khoảng 2.000. Đây. Hoạt động ok. Lấy cước ok. Đó. Mô bên sóng còn lưỡi gà. Tổng thể hoạt động ok hết cho anh em. Máy này. Đây. Máy này thì mới nha mọi người. Đó. Em bán một cặp luôn. Đây, con này tổng thể ngoại hình còn mới nha. Xuất sắc ít. Hoạt động ok. Bên ngược ok, về tới ok. Đó. Rồi, cặp máy số 12, cặp máy giá là 300 nha anh em, 300 cộng ship. Tiếp theo qua đây là con máy số 3 nhanh nè, con máy số 13 nhé. Con máy số 13 em đang cho mọi người là một con máy Daiwa Jupiter. Thì dòng Jupiter Daiwa này là của Thái Lan xuất Nhật, mô pin là mô pin số. Thì dòng này hoạt động rất là mượt nha mọi người, mượt và im nó. Con lăn ok. Đó. Thì con này nồi carbon nhanh nè, nồi carbon. Con này có xe tương đương 2.000 gửi. Đó. Được. Con này thì anh em nào tập lua không thôi muốn câu tôm đó, lấy con này câu tôm câu chép lấy này, hoạt động rất là mượt nè, không có tiếng động đó, anh em thích không có tiếng động lấy con này mượt mà không lỡ lầm gì hết. Mô bên sóng lấy cước ok. Rồi giá công khai con máy số 13, giá công khai là 300 nha anh em, 300 con máy số 13. Con này cước số 2 được 150m, cước số 3 được 100m. Tiếp theo máy số 14. Thì máy số 14 là một con Daiwa Grand. Thì dòng Grand này thì nó mượt mà rồi, khá nổi tiếng. Thì mô pin là mô pin số, con lăn là lăn ok hết nha anh em. Hàng này hàng của Thái Lan xuất Nhật. Thì con Grand này có thể tương đương tầm khoảng 2.000 anh em, tầm khoảng 2.000. Đây. Tầm khoảng 1.500 2.000. Đó. Mô pin là mô pin nồi kim loại. Thì con này cước 1.5 á, vô được 130m, cước số 2 vô được 1, cước số 2 vô được 100m, cước số 3 vô được 65m nha. Thì dòng Grand thì hoạt động mượt mà rồi. Trên cả mượt mà. Rất là ok nha. Tả dính, quay được ok. Về tới ok. Rồi, giá công khai con máy số 14, giá là 320k nha, 320k cộng ship. Một con máy tay qua. Tiếp theo là con máy số 15. Con máy 15 em lên cho mọi người vẫn là một con máy Daiwa Grand. Thì con Grand này có xe tương đương qua tầm khoảng 2.000 nha anh em. Đây, cước số 2 được 150m, cước số 3 được 100m, cước số 4 được 70m. Thì đặc biệt con Grand này nó chạy 4 mặt đạn nha anh em. Đây, chạy 4 mặt đạn. Hàng vẫn là hàng của Thái Lan. Hoạt động đây, rất là mượt nha anh em. Không có tiếng kêu nha.
hoạt động rất mượt, không có tiếng kêu, rất là mượt luôn. Tay quay tấm gỗ nè, đó. Thì dòng gà này anh em có thể câu đa năng, dạ anh em tập nào tập lúa lấy lúa cũng được, rất là ok. Đó, lúa câu cá chép, câu hành cháp, câu tôm, đó. Rất là khỏe nhá, khỏe và mượt, mua biết số. Rồi giá công khai con 15, giá là 350k cộng ship nhé. Tiếp con tiếp theo mã số 16. Con 16 cũng là một con máy Shimano ở Daiwa Garen. Đây. Thì con Garen này được cái năm mới nè, đó, hai con này nó rất là mới luôn. Con này thì có xuất sắc đi ti về điểm nè, đó. Nhưng mà nồi dành ở trên còn mới nha mọi người. Đây, ở đây có xuất sắc nè. Đó, thì con này ok. Đó, con này thì mới hơn. Được cái nó nhỏ hơn, đó, mới hơn tí mà nhỏ hơn. Đó. Nồi ok. Thì con này cước 1.5 á vô được 130m, cước số 2 vô được 100m, cước số 3 vô được 65m. Hũ bên cũng là bộ mít số, con lăn bằng đồng thau. Đích thì nó không bị xuất sắc gì nhiều. Hàng vẫn là hàng của Thái Lan xuất Nhật. Hoạt động thì êm mượt trên cả mực mà. Đó. Loại này thì nó không có tiếng kêu nha anh em. Đó, không có tiếng kêu, tay quay gỗ. Rất là mượt nhé. Anh em cần báo em gửi clip cận cảnh, quay cận cảnh cho anh em xem nhé. Rồi giá công khai máy số 16, giá là 350k cộng ship nhé. Tiếp theo máy số 17. Con 17 em lên cho mọi người là một con máy Shimano ở Daiwa Garen. Đây đó. Con Daiwa Garen này thì nó có xây tương đương với xây tầm khoảng, để em thêm xong số xem. Xây tầm khoảng 3.000 anh em, con này tầm khoảng 3.000. Cước số 3 được 150m, cước số 4 được 100m, cước số 2 được 200m. Tổng thể ngoại hình đây có xuất sắc đi ti nè. Mô bin là mô bin số, xuất sắc dành trên đây. Con này vẫn là con hàng của Daiwa nha anh em, hàng Daiwa, hàng của Japan sản xuất nha. Mấy con kia hàng của Thái Lan, nhưng mà con này hàng của Nhật sản xuất. Hàng của Nhật thì nó thương hiệu không này, hoạt động ok. Đó, con này có tiếng kêu nha anh em, đổi trái phải bình thường, rất là mượt luôn. Đó, mượt mà luôn. Đó, rất là ok. Rồi giá công khai máy số 7, giá là 350k cộng ship nhé. Một con máy Daiwa Garen. Tiếp theo con máy số 18. Con 18 lên cho mọi người một con máy Daiwa Touraman. Thì dòng Touraman này một dòng dạng máy cao cấp đây. Đó. Nhưng nên em, con này thì nó có xuất sắc nha. Đó, máy xuất sắc, em bảo nên xuất sắc. Đây, đó. Dành nồi trên đây thì ok hết nha anh em. Đó. Đây, mô bin vẫn là mô bin sống. Thì con đây qua Truman này thì nó có sẽ tương đương ở tầm khoảng 2.000 như nè, nó sẽ tương đương ở tầm khoảng 2.000. Cước số 2 được 150m, cước số 3 được 100m. Máy có ABS nè. Đó. Con lăn bằng đồng thau nè. Hàng của Nhật sản xuất. Daiwa Truman. Dòng này khá nổi tiếng này. Đó. Nhiều mặt đạn, cốt là cốt to. Đó. Mặt đạn cho lực lăn này anh em. Đó. Hoạt động thì chân chu nè, im mượt nè, được cái ngoại hình nó xấu thôi. Đó. Rất là mượt nha anh em. Đây. Chỗ này thì nó bị mắc miếng cao su ở đây. Đó. Tất cả chức năng hoạt động bình thường. Đó, chỉ có cái ngoại hình nó không được đẹp thôi. Đây cứ ok nè. Hoạt động ok nè, im mượt nè, rất là mượt nhé. Rồi, giá công khai máy số 18, giá là 900 nha anh em, 900 cộng ship. Máy số 18. Đó, chỉ có ngoại hình xuất sắc, mọi chức năng hoạt động ok. Tiếp theo máy số 20. Thì con 20 em lên cho mọi người một con Daiwa. Một con Daiwa máy 7, máy nồi đồng có đá. Thì con Daiwa này một con Daiwa XT 4000X.
hàng của Daiwa Japan, sản xuất tại Japan. Thì con này được cái là nó lực kéo của nó rất là trâu bò, nó tương đương với dòng Bassnet như này, tương đương thôi chứ không hơn được. Mô bên là mô bên sống nè, cốt là cốt thường. Thì con này có xe tương đương tầm khoảng 8.000-9.000. Thì cước số 8 được 200m, cước số 10 được 160m, cước số 7 được 240m. Đủ tem hết, hoạt động rất là mượt à, không rung lắc gì hết, hoạt động mượt mà nha mọi người. Đó, về tới ok, về lô ok, lấy cước ok nè. Đó, bật gầm gầm luôn. Thì con lăn quẳng lăn nha mọi người. Rồi, giá công khai của máy số 20, giá là 550k cộng ship nha. Tiếp theo máy số cuối cùng, con máy số 21. Thì 21 em lên mọi người quẳng một con máy nào đồng có đá. Đây, con này một con ST3. Đó, một con Daiwa Sport ST3. Thì dòng Sport này một dòng của Nhật sản xuất nha anh em. Đó, Daiwa Nhật Bản sản xuất. Thì cái này nồi nó, con này được cái nồi nó rất là mới nha mọi người. Đây, đó, rất là bóng và mở. Con này thì nồi nó có xuất sắc nè, đó, trước mình trong muối ăn một tí thôi, nhưng mà được cái là con này nồi con này mới keng xà beng luôn. Đó, con lăn thì vẫn lăn bình thường, tổng thể ngoại hình thì còn rất là sáng nha mọi người. Đó, còn rất là sáng luôn, hoạt động thì ok rồi, im mượt rồi. Đó, khỏi bàn, quay ngược ok, quay tới ok, tay quay ship lại bình thường. Đó, mọi chức năng của một con máy hoạt động rất là ok. Thì con này có xe tương đương qua tầm khoảng 8.000 nha anh em, 7.000-8.000. Cước số 7 được 210m, cước số 6 được 260m, cước số 5 được 320m. Đó, tem ok hết nha anh em, bên sống hoạt động ok. Rồi, giá công khai mã số 21, giá là 650k cộng ship nha mọi người, 650k cộng ship. Rồi, đó tổng cộng tất cả những gì em lên clip hôm nay. Rồi, anh em có thể ưng cái nào chốt đem lại số điện thoại tự động liên hệ với anh em nha. Không thì anh em có thể liên hệ với số điện thoại góc này giùm em. Rồi, cảm ơn anh em.